Nhóm công cụ tạo dòng chọn cuối cùng của chúng ta là gồm có hai công cụ, đấy là công cụ Magic Wand và công cụ Quick Selection. Trong đó thì công cụ Magic Wand là công cụ cổ điển, thế còn công cụ Quick Selection là công cụ tương đối mới, nó xuất hiện từ cái phiên bản CS2 thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện cái công cụ Quick Selection này. Cái công cụ này thì nó sẽ giúp chúng ta tạo vùng chọn theo một cái phong cách hoàn toàn khác so với hai nhóm công cụ trước đó, tại vì là nó tạo một vùng chọn mà nó không xác định được cái diện tích và hình hài, bởi vì nó chọn theo cái giá trị màu. Các bạn quan sát, khi tôi chọn công cụ Magic Wand thì ở trên này nó hiện lên một cái trường mới là cái trường Tolerance này, và tôi có thể là điền các con số từ 1 cho tới 100 vào đây. Ví dụ tôi để 1, tôi chọn thử nó tạo ra cái gì. Ví dụ tôi muốn chọn cái quả dưa thì cái công cụ này nó chọn theo giá trị màu, và tôi khi kích chuột vào một điểm nào đó thì tại cái điểm tôi kích chuột nó sẽ đo giá trị màu tại cái pixel mà tôi kích chuột vào đó, và nó lấy cái giá trị màu đó làm chuẩn, và từ cái điểm tôi kích chuột nó sẽ lan tỏa ra bốn phía. Trên cái đường lan tỏa đó nó gặp phải một cái pixel nào đó mà nó giống màu thì nó sẽ kết nạp cái pixel đó vào trong cái vùng chọn và tạo ra hình vùng chọn. Tuy nhiên thì cái giá trị Tolerance này nó sẽ quyết định là cái vùng chọn đó lớn hay bé và trông nó như thế nào. Ví dụ tôi kích chuột, tôi sẽ chỉ tạo ra được một vùng chọn bé bé xinh xinh thế này thôi, và các bạn nhìn thấy là cái giá trị màu ở những cái vùng này nó gần như là tuyệt đối giống nhau. Bây giờ tôi chẳng hạn tôi tăng cái giá trị này lên 10 chẳng hạn, và tôi cũng kích vào cái khu vực này thì tôi lại tạo ra được một cái vùng chọn lớn hơn. Tất nhiên là hình dáng tôi cũng không thể xác định trước được nó là như thế nào. Nếu bây giờ tôi tăng lên 30, tôi cũng kích vào quãng đó thì tôi lại có được một vùng chọn lớn hơn. Tôi tăng lên 50, tôi cũng kích vào cái quãng đó thì tôi lại có một vùng chọn lớn hơn nữa. Nếu tôi tăng lên chẳng hạn hẳn 100 đi xem nó như thế nào, thì cũng cái quãng đó tôi kích chuột thì gần như là tôi có thể chọn được toàn bộ cái quả dưa này, gần như là chọn được toàn bộ quả dưa. Như vậy là giá trị Tolerance càng cao thì cái vùng chọn nó càng lớn, và cái độ đồng nhất về màu nó sẽ giảm đi. Giá trị thấp thì nó sẽ cho phép sai số ít thôi. Ví dụ tôi để 1 thì nó sẽ yêu cầu là các cái vùng chọn được chọn cùng nhau nó phải giống nhau hoàn toàn đó. Thế còn nếu mà tôi tăng lên thì nó cho phép sai số. Ví dụ như là giá trị Tolerance lấy cái giá trị màu gốc đó, sau đó nó chấp nhận Tolerance là như thế nào, là sáng hơn bao nhiêu độ đó và tối hơn bao nhiêu độ đó thì vẫn nằm ở trong cái ngưỡng được gọi là giống nhau. Đấy. Thế thì chẳng hạn như là giá trị thấp thì nó bảo chọn là chỉ anh em trong một nhà thôi đó, thì mới được chọn vào một độ đó. Tôi tăng lên thêm một tí nữa thì là cùng một phố thì được chọn đó. Đấy, tăng lên cao thêm tí nữa là cùng một xã hoặc là cùng một phường thì được chọn, tăng cao lên tí nữa thì phải cùng một quận được chọn đó, hay cùng một huyện được chọn. Để tăng lên cao nữa thì nó sẽ thành ra là ở một tỉnh này hoặc một thành phố này thì cùng được chọn, nếu như là cùng có hộ khẩu ở đấy, ví dụ như vậy. Còn cao nữa thì trong cùng một quốc gia được chọn, cao nữa thì ví dụ cùng một châu lục được chọn. Hay nói nôm na giống như là bây giờ các cái giá trị mà để cao lên đấy thì cứ ra ngoài kia mà cứ thấy thằng nào mà tóc đen da vàng thì phải nhận là cùng giống, ví dụ thế. Thế thì ở đây cái giá trị của nó là giá trị xác định theo màu và chấp nhận sai số thấp hay cao tùy theo giá trị Tolerance và tùy theo cái nhu cầu của chúng ta. Tuy nhiên, ta phát sinh ra một câu hỏi là nếu đã chọn theo giá trị màu, chẳng hạn màu vàng, tại sao nó lại chỉ chọn theo phạm vi của cái quả dưa thôi? Tại vì quả dưa chắc chắn là có màu vàng rồi đúng không? Nhưng mà xung quanh này chúng ta thấy nhiều vàng lắm. Ở cái nui này cũng có màu vàng này, ở quả lê này có màu vàng này, quả quất là có màu vàng này, cái nền hoặc là kể cả bản thân ở trong cái nấm củ này cũng có sắc vàng. Rồi trong màu xanh của cái lát kiwi này cũng như là cái màu xanh của cái túm củ cải đỏ này nó cũng có màu sắc vàng. Tại sao nó lại chỉ chọn lựa ở trong cái quả dưa? Vì chúng ta còn có thêm một cái tùy chọn Contiguous này. Cái này khi mà đánh dấu thì nó sẽ giới hạn cái sự lựa chọn. Một khi mà nó gặp phải một cái ranh giới màu khác với cái màu mà được lựa chọn thì lập tức nó sẽ dừng lại đấy. Cái này thì nó quay trở lại với lại cái bản chất cái thao tác chọn của chúng ta. Chúng ta chọn là chọn cái gì? Chúng ta chọn một đối tượng nào đó ở trong bức ảnh để chúng ta lấy nó và chúng ta sẽ ghép, chúng ta sẽ cắt, chúng ta sẽ ghép nó vào với các cái khác. Thế và như lúc đầu chúng ta đã nói là chương trình nó không biết được đâu là đường viền của một đối tượng, đâu là ranh giới của một đối tượng, nhưng nó lại sử dụng một cái logic hết sức đơn giản là hai vật khác nhau đứng cạnh nhau thì sẽ tạo ra một đường biên kéo dài và có một bên là màu của đối tượng nọ, một bên là màu của đối tượng kia hoặc của nền. Vậy thì nó cũng sẽ hoạt động theo quy tắc đó, có nghĩa là khi nó gặp phải một cái đường biên kéo dài là màu khác thì nó hiểu rằng đấy là ranh giới rồi, nó dừng lại, nó không chọn ra ngoài nữa. Nếu như mà tôi bỏ cái tùy chọn này đi, tức là bất chấp ranh giới, thì đây kết quả các bạn sẽ nhìn thấy là nó chọn cả quả dưa này, nó lẫn tất cả những khu vực nào khác mà có sắc vàng. Chọn như thế này thì phải là người làm việc mà có kinh nghiệm và có ý đồ cẩn thận rồi thì chúng ta mới làm như thế này. Nếu không thì nó sẽ gây khó chúng ta, bởi vì bản chất chúng ta chọn là chọn từng đối tượng. Đấy, nếu mà chúng ta không muốn chỉnh trên diện rộng cả bức ảnh thì lúc này chúng ta nên để ở chế độ Contiguous, trừ phi chúng ta có một cái ý tưởng rõ ràng, có một cái ý đồ rõ ràng thì chúng ta mới bỏ cái đi. Đấy, thao tác thì nó chỉ đơn giản thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc với lại cái nhóm thứ hai là cái công cụ Quick Selection. Thì Quick Selection thì là công cụ mới hơn và nó hoạt động theo cái nguyên tắc cũng là chọn lựa bằng giá trị màu, nhưng mà quy tắc chọn của nó thì hơi khác. Nó chọn bằng cách là lấy giá trị trung bình cộng của cái khu vực mà nó làm việc, chứ nó lại không tính toán theo cái kiểu một màu duy nhất. Ví dụ là Magic Wand nó bấm vào vàng là nó sẽ chọn theo giá trị vàng, nó bấm vào xanh là nó chọn theo giá trị xanh, nó bấm vào trắng là chọn theo giá trị trắng. Nhưng mà Quick Selection thì nó không làm như thế. Quick Selection là nó tính theo giá trị trung bình cộng. Ví dụ đây, bấm vào đây là chúng ta có thể là gần như là tính được giá trị trung bình cộng của cái khu vực quả dưa này. Chỉ một bấm thôi các bạn thấy là nó chọn được toàn bộ cái quả dưa này ngay. Nhưng các bạn bảo ở đây là theo giá trị một màu mà, màu vàng mà, đúng không? Nhưng mà ví dụ tôi có thể bấm như thế này, các bạn thấy nó vẫn chấp nhận một cái khu vực mà một bên vàng một bên trắng, chứ không phải là nó chọn theo trắng cả vàng cả. Như vậy là nó sẽ tính toán theo một cái cách mà chúng ta thấy là chấp nhận giá trị trung bình cộng. Đây các bạn xem, chúng ta có thể xem được cái trường hợp này. Chẳng hạn ở đây là giá trị gì đây, cả đỏ và trắng này đúng không? Bấm này thì đây nó sẽ lấn ra và nó tìm những cái chỗ nào cả đỏ cả trắng trong cái giá trị trung bình cộng, thế nó chấp nhận và tôi chỉ bấm hai bấm là tôi có thể chọn được cái miếng thịt này. Hoặc tương tự như thế, tôi có thể bấm một cái như này, tôi chọn được gần hết cả cái quả cái củ cải đỏ này. Và nếu như mà bây giờ tôi giảm cái size này đi một tí tẹo và tôi bấm vào đây, đây tôi có thể chọn luôn cả cái khu vực này. Bấm cũng được mà di cũng được nhé. Này các bạn quan sát này, di này, đấy nó sẽ chọn trung bình cộng và nó lấy cho tôi toàn bộ khu vực này. Đấy, nó lấy được cái cụm cải đỏ này. thì thao tác này rất là nhanh. Đấy, tính toán bằng giá trị trung bình cộng. Chỗ nào quá đi tôi có thể nhấn quay trở lại thao tác cũ nhá, nhấn an để trừ đi này. Đấy, chỗ nào mà lấn ra quá tôi có thể nhấn an, tôi trừ bớt cái phần nền trắng đây, ví dụ nền trắng này. Đấy, nó trừ bớt vào trong cho tôi. Shift là gì đấy, thêm vào, an là trừ đi, đúng không? Đấy, thao tác này là một thao tác với công cụ mới và cũng tương đối là nhanh, tương đối là dễ. Đấy, các bạn quan sát này. Nhưng đây, đoạn này thì nó cũng tương đối giống như là cái thằng Magnetic. Đấy, màu rất giống nhau. Khi tôi di như này thì nó cũng sẽ lấy ra ngoài rất là nhiều. Lúc này tôi phải giữ an, tôi trừ bớt đi các cái khu vực gì đấy, lấn ra ngoài. Đấy, thì có chỉ định như thế này thì nó mới vun vào dần, nhưng mà nó cũng không được chính xác lắm đâu. Hình nó phải tương đối sắc nét, màu nó cũng phải tương đối là tương phản, thì chúng ta sử dụng cái này thì nó mới nhanh được và nó chính xác được. Còn trong trường hợp mà LM thì có thể làm cũng nhanh, nhưng mà độ chính xác của nó thì không cao lắm, do nó vẫn nhận thức theo cái giá trị màu, mà lúc này màu nó gần gần giống nhau thì cũng hơi khó phân biệt. Thế thì như vậy là chúng ta đã giới thiệu nhanh qua toàn bộ 3 cái nhóm công cụ là gồm Marquee này, Lasso này và Magic Wand, cộng với lại công cụ mới là cái Quick Selection. Thế bây giờ chúng ta đã nắm được cơ bản về cái quy tắc làm việc. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái ứng dụng là sử dụng các công cụ đã trao đổi với nhau để chọn các đối tượng ở bên cái ảnh này và ghép thành cái hình mẫu như vừa nãy chúng ta vừa mới nhìn thấy.